Khi mà xới cơm lên thì Linh có ngửi được mùi thơm và ngọt nhẹ từ cơm chín. Và không chỉ thơm thôi đâu mà cơm rất là tơi, mềm xốp. Bán tim 10 điểm. Xin chào các bạn. Muốn ăn ngon thì mình đi ra tiệm, mà còn muốn ngon hơn nữa thì phải chui vào bếp, sắn tay áo lên và chuẩn bị mọi thứ thôi. Chắc chắn những món ăn như thế này thì sẽ không thể thiếu sự đóng góp của một chiếc nồi cơm điện, đúng không? Cho nên là trong video này thì Linh sẽ mang đến cho các bạn chiếc nồi cơm điện nắp gài đến từ thương hiệu Senhouse. Chúng ta có thể cân nhắc nó để cho vào giỏ hàng của mình nhé. Tổng thể cả nồi thì tạo cho mình một cảm giác rất là dịu mắt với gam màu xám trắng nhu hòa. Linh biết có một số gia đình thì có thói quen là sẽ đem nồi cơm đến bàn ăn để đảm bảo là cơm sẽ luôn nóng. Thì các bạn cứ yên tâm là nồi có thiết kế gọn nhẹ, kết hợp với quai sách và dây điện trời, cho nên sẽ dễ dàng cho mình khi mà bưng nguyên nồi đi ra bàn ăn. Để xem chiếc nồi này khi mà gạo nấu thành cơm, chất lượng cơm sẽ như thế nào, thì ngay bây giờ Linh sẽ test nồi bằng hai chao gạo bằng cốc đông đã được đính kèm theo. Rồi, bây giờ tới đoạn quan trọng này. Bật nút nồi cơm trước khi mẹ bật bạn. Và bạn điều khiển của cái nồi này thì khỏi phải nói, nó siêu dễ thao tác luôn. Khi mình bật xuống thì nồi sẽ bắt đầu nấu, và khi nấu xong rồi thì sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm. Linh thấy kiểu bảng điều khiển này là kiểu phổ biến nhất, tại vì thao tác rất là đơn giản và ai thì cũng có thể xài được hết. Sau một thời gian nấu thì nồi sẽ bắt đầu thoát hơi qua cái van ngay ở trên nắp nồi, và chắc chắn là sẽ có nước đọng lại bên trong ngay cả khi mà nồi đã nấu xong. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên vệ sinh cái van này định kỳ một tuần một lần, hoặc ít nhất thì cũng là một tháng một lần nha. Ở phía sau nồi là khay hứng trào để giữ cho nồi luôn được sạch. Nồi đã chuyển qua chế độ giữ ấm luôn rồi. Vậy là với hai cốc gạo thì nồi sẽ nấu trong khoảng 18 phút. Nhưng theo kinh nghiệm mà phụ huynh nữ truyền lại ở nhà của Linh thì sau khi mà cơm cạn rồi sẽ chờ thêm vài phút nữa rồi mới xới cơm, khi đó thì cơm sẽ ngon hơn. Và có một điểm đặc biệt đó là cái phần tay cầm này thì lúc mà nồi mới nấu xong nó sẽ khá là nóng, cho nên các bạn hãy cẩn thận nhé. Đánh giá đầu tiên khi mà thấy hạt cơm đó là các hạt cơm chín rất là đều và nguyên hạt, không có bị nát. Thứ hai là mặt cơm thì khô ráo, không có bị đọng nước ở bề mặt. Tất cả là nhờ vào nắp trong dạng tổ ong, hạn chế nước đọng và nhão mặt cơm. Khi mà xới cơm lên thì Linh có ngửi được mùi thơm và ngọt nhẹ từ cơm chín. Và không chỉ thơm thôi đâu mà cơm rất là tơi, mềm xốp. Bán tim 10 điểm. Cơm thì cũng ít bị bám vào lòng nồi, do lòng nồi được làm bằng hợp kim nhôm phủ chống dính Whitford của Mỹ, cho nồi một khả năng hạn chế dính cháy và rất là dễ vệ sinh. Để đánh giá về một chiếc nồi thì chúng ta phải coi chi tiết hơn về chất liệu lòng nồi, về độ đọng nước, về chất lượng hạt cơm như Linh vừa kể trên. Và ngoài ra thì còn phải coi về dung tích cũng như là công nghệ nấu của nó nữa. Chiếc nồi này thì có dung tích là 1,8 lít, sẽ phù hợp với gia đình mà có 4 thành viên trở lên. Và Linh cũng biết là nồi này sử dụng công nghệ 1D để làm cơm chín nhanh hơn, giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian cũng như là điện năng tiêu thụ của nồi. Còn thật sự nó có tiết kiệm điện hay không thì mời các bạn tham khảo số liệu mà Linh có ghi nhận lại được nhé. Nhìn chung chiếc nồi cơm đến từ thương hiệu Senhouse mà ngày hôm nay Linh trải nghiệm thì Linh thấy nó sẽ khá là phù hợp cho những gia đình mà có đông thành viên. Đối với những bạn mà ở trọ đông người thì nồi cơm không chỉ đơn thuần là để nấu cơm nữa, mà có thể trở thành một chiếc nồi đa năng để cho chúng ta có thể chiên xào rồi nấu canh nấu cháo đủ kiểu luôn. Chiếc nồi này thì nó có mẫu mã đẹp này, dung tích cũng vừa phải và mức giá của nó cũng rất là hợp lý. Chi tiết là bao nhiêu thì Linh sẽ để ở phần mô tả, các bạn có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của Điện Máy Xanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!